Nóng của em thì em hơi nóng tính. Lúc em nóng quá thì em làm gì? Lúc em nóng quá thì em đi ngủ cho nó mất nóng. Nhưng mà mai mốt lấy nhau về đi, mà giờ cô bé này ăn hiếp em quá thì em làm gì? Chắc em cam chịu. Trời ơi, thương tâm quá. Hello, chào em trai. Dạ, chào chị. Rồi, mình đang trò chuyện với chị Cát Tường nha. Dạ. Rồi, bây giờ nôn nóng lắm, muốn gặp bạn gái lắm đúng không? Dạ. Rồi, đợi chị Tường chút xíu nha. Dạ, rồi chị. Hai bạn có thể mở mặt nạ của mình ra rồi đó. Rồi, chào chị Cát Tường. Rồi, chào em, chào em gái. Hai bạn trẻ rất là dễ thương của ngày hôm nay. Giới thiệu về bản thân của mình trước đi, em gái. Dạ, em chào chị Cát Tường, chào tất cả mọi người. Em tên là Huỳnh Thị Thanh Tiền, năm nay em 24 tuổi. Hiện em là nhân viên kho. Làm việc ở đâu em? Dạ, em làm ở Tân Uyên, Bình Dương, khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng. À, ở Bình Dương. Dạ, quê em ở đâu? Dạ, quê em ở Bình Dương. Quê Bình Dương luôn. Chào em tên dạ. Gì? Chào chị Cát Tường. Em tên là Vũ Văn Sinh. Năm nay em Vũ Văn Sinh chị. Vũ Văn Sinh. Dạ. Năm nay em 28 tuổi. Em sinh ra và lớn lên tại Hà Tĩnh. Hiện tại thì đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Em đang làm giáo viên quản nhiệm. Giáo viên quản nhiệm hả? Dạ. Giáo viên quản nhiệm là sao? Tức là mình quản lý gần như là 24 giờ học sinh ở trong lớp. Nãy em nói em tên là Sinh hay là Xin hay là Sinh? Xin chị, Xin cốt đó chị. Hả? S-I-N chị. Xin, S-R, S-R-I, In, Xin. Dạ. Ồ, tên rất là lạ, rất là đặc biệt ha. Rồi, điểm mạnh, điểm yếu của em gái là cái gì? Tính cách của em thì em hơi nóng tính. Với lại em ăn nhiều. Ăn nhiều? Ăn nhiều là mập ba, là béo phì á. Ăn nhiều mà không có mập. Ăn nhiều mà không có mập hả? Rồi, rồi còn ưu điểm, khuyết điểm gì nữa không? Em hay nóng tính, là mỗi lần nóng tính là ai nói gì em cũng không nghe. Rồi em lúc em nóng quá thì em làm cái gì? Lúc em nóng quá thì em đi ngủ cho nó mất nóng. Rồi đó coi hay vậy, nóng tính mà đi ngủ được luôn hả? Em bực mình, em giận nha, em nóng quá em đi ngủ. Rồi cái chiêu này lạ nha, hồi đó giờ em có nghe ai nóng tính đi ngủ không? Nóng tính là ta đi chơi ha, ta đi ra ngoài, người ta bỏ đi, người ta đập phá, người ta la hét. Thì nóng tính đi ngủ. Hay, hay, hay. Mà thường thường bao lâu em mới nóng tính lần? Hình như tháng nào cũng có hết chị. Tháng nào cũng có hết. Trời nắng hay trời mưa hả em nóng tính? Em thích là em nóng. Thích là gọi là nóng à? Vậy là cô này thích ngủ. Chung quy là cô này cô thích ngủ. Cho nên cô đổ thừa vô là cô nóng tính. Mà nóng tính là cô đi ngủ. Một ngày cô nóng tính hoài luôn là cô ngủ hoài luôn. Ghê không? Chắc em nghĩ hả? Em thì sao? Điểm yếu, điểm mạnh của em, ưu điểm, khuyết điểm của em là gì? Thì hiền lành, hiền siêng năng. Còn điểm yếu của em thì ít nói. Tình trường thì em trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Em trải qua một mối tình duy nhất thời sinh viên thôi. Lý do tại sao kết thúc? Cảm thấy là không hợp, cảm thấy là mình cũng không có thể tiến xa để kết hôn được, cho nên là chấm dứt sau 2 năm. Từ lúc đó tới nay là một mình? Dạ, một mình chị. Vậy là một mối tình duy nhất đó thôi? Dạ. Lý do gì nguyên một khoảng thời gian dài mấy năm sau này mà không có bạn gái? Kén chọn quá hay sao? Hay là chưa quên được mối tình đầu? Em nghĩ là nó cũng chưa có hợp. Còn bạn gái, em trải qua mấy mối tình rồi? Chị, em trải qua 2 mối tình. Mối tình sâu đậm nhất là mối tình nào? Những mối tình đầu tiên đó chị. Quen được bao lâu em? Dạ, hơn 5. Hơn 1 năm. Lý do tại sao chia tay? Nhiều lúc là có hẹn với em, nhưng mà bạn của bạn đó gọi thì bạn đó lại chạy đi. Mà gọi là gọi đi chơi hay là gọi công việc? Chơi, ăn uống gì đó. Uống gì kỳ vậy? Nhiều lúc thì bạn nó cũng dẫn em theo, nhưng mà em thấy là lúc bây giờ bạn nó ham cái tình bạn nó ham cao, bạn bè hơn. Cho nên là hai bạn nghĩ là mình đã tới tuổi kết hôn chưa? Em nghĩ là sắp tới tuổi rồi, tại vì bây giờ cũng 28 rồi. Em mong muốn tìm một người bạn gái như thế nào? Một người bạn gái lý tưởng của em thì cô ấy hiền lành, cá tính xíu, nói nhiều và thiên về truyền thống. Nếu như mà nữ công gia chánh được thì càng tốt. Nữ công gia chánh, em nội trợ bếp núc gì được không? Không luôn hả? Rồi, truyền thống là sao? Ví dụ như cổ ăn mặc hơi nó sexy quá, tóc tai nhuộm màu rồi này kia vậy được không? Tức là không quá chị. Ví dụ như cổ đi chăm sóc sắc đẹp, đi sửa sắc đẹp rồi được không? Sửa sắc đẹp thì em nghĩ rằng là tất cả mọi thứ trên cơ thể mình thì để nguyên hiện trạng thì càng tốt. Để nguyên hiện trạng? Nhưng mà hiện trạng nó nhiều khi là người ta không ưng ý, người ta không thấy tự tin, người ta muốn tu sửa chút xíu cho nó đẹp hơn một mức độ nào. Không rồi, quá ông này không trẻ quan thiệp
quá sâu. À, không can thiệp quá sâu. Ví dụ như sao là sâu mà sao là cạn, nói thử nghe coi. Ví dụ sâu là cái gì là không được? Ví dụ như là bây giờ can thiệp về phẫu thuật một số cái bộ phận nào đó thì chắc bộ phận nào là sâu, bộ phận nào là sâu, ví dụ một cái coi. Vòng một là sâu. Bây giờ người ta nhỏ nên người ta phải làm người ta bự ra chứ, để ai coi? Không, mấy người là, coi mà. Không như là trước sau như một là... Bây giờ thí dụ người ta trước sau như một thì có cho người ta đi làm không? Đồng ý chị. Đồng ý. Sao em, mình có chỉnh sửa gì trên người chưa hay là giữ nguyên hiện trạng? Anh ơi, em cắt mí em nâng mũi được không anh? À, nâng mũi. Tất nhiên mũi thì anh nghĩ là không cần thiết em. Rồi người ta đẹp dí vậy, người ta muốn cao lên chút cho nó đẹp thì sao? Nên để vậy thì đâu tốt hơn. Nói chung quy là nên để nguyên hiện trạng. Ngoài tiêu chuẩn nó còn gì nữa không? Cao thấp mập ốm như thế nào nữa không? Ngoài hình thì vừa nhìn thôi là da trắng. Tất cả những bộ phận trên cơ thể thì không khiếm khuyết gì là được. Em thích da trắng, bây giờ bạn gái em đen, bây giờ thì xin em đi tắm trắng được không? Được chị. Được. Ổng thích trắng thì người ta đi tắm trắng ổng cho. Bây giờ ngực người ta nhỏ, giờ ta xin ổng đi nâng ngực cho không? Nâng ngực cho chị. Cho luôn hả? Vậy là được, chưa đến nỗi nào đâu em. Về tút hết cho chị. Em thích người bạn trai như thế nào? Không da trưởng. Không da trưởng. Không quá hay nghiêng. Em có ghen không? Có gì. Ai cũng ghen lắm. Ăn thua mức độ như thế nào thôi. Chút nữa mình hỏi nha. Ghen quá cũng nguy hiểm lắm á. Còn gì nữa? Em thì em thích đi du lịch. Cho nên em muốn người bạn trai của em, một á là đi du lịch chung với em. Hai á là em đi với bạn em, nếu như mà không đi thì đừng cản. À, sao em chọn phương án nào? Cổ thích đi du lịch, một đi theo cổ, hai để cổ đi chứ đừng cản. Nếu như mà sắp xếp được thời gian thì hai người cùng đi. Còn gì nữa không? Về ngoại hình, tiêu chuẩn em có cái mẫu người bạn trai lý tưởng như thế nào không? À, không quá mập. Không quá mập, rồi cho em ốm nhom luôn. Em thích mang giày cao gót, cho nên em muốn bạn trai em phải cao một tí xíu. Cao làm cao bao nhiêu? Trên 1m7. Trên 1m7, em cao mét mấy? Mét 69 chị. 69 được rồi. Thiếu con phân à. Anh này anh kêu đào giữ nguyên hiện trạng các bộ phận trên cơ thể. Em cảm thấy em không có hài lòng cái điểm nào nhất trên người của mình? Em thấy cũng nhiều điểm lắm chị. Ví dụ như da nè. Ngực da nè. Sao? Da thì em thuộc dạng da ngâm, không phải da trắng. Ngực em thì cũng không có được bự lắm. Và em có muốn làm nó bự không? Muốn chứ chị. À, còn gì nữa không? Mắt không được hai mí rõ, cho nên em muốn mí. Sao em muốn tờ lưa vậy? Để coi chị ngắm nghía coi nha. Theo chị nghĩ là em rất đẹp rồi. Da ngâm mạnh khỏe. Vòng 1 vậy cũng đủ xài rồi. Mắt như vậy có duyên, không có cần thiết phải cắt, phải bấm gì đâu. Đó là ý của chị Tường thôi. Thôi bây giờ vậy, coi hình đi để phỏng đoán chút xíu. Wow. Chọn đi, trong 4 anh này chọn anh nào? Chọn đi, trong 2 cô này chọn cô nào? Chúng ta chỉ có 3 giây để chọn. Sao mặt em buồn vậy em? Em nghe bạn gái là cần phải trùng tu cái em buồn hả hay sao vậy? Em có thể em miêu tả. Tấm hình có 2 người à, em cứ đoán đi, hồi nãy giờ nghe người ta giới thiệu rồi đó. À, da ngâm đó, trùng tu ngực nè, muốn đi cắt mắt đó là mình có thể nhìn được rồi. Bên đây, đoán là ảnh chưa? Em đoán là cái anh áo trắng. Tại sao em đoán anh đó? Ảnh làm thầy để coi. À, làm thầy là đoán anh áo trắng đó hả? Áo trắng là làm thầy đó hả? Ừ, đoán hay quá. Cầm đi cưng, lát kiểm tra coi mình đoán đúng không. Ra chưa? 1, 2, 3. Lý do tại sao em chọn cô đó? Linh tính. Linh tính, rồi cầm đi coi linh tính hôm nay mách bảo có đúng hay không nha. Xin mời quý vị chúng ta hãy xem hai bạn này có linh tính, cái cảm tính đầu tiên dành cho nhau có đúng hay không. Xin mời hai bạn hãy kiểm tra xem đúng hay không nè. Chào em. Ai đúng ai sai? Em có vẻ chứ em sai một xíu đúng không? À, anh có món quà tặng em. Em cảm ơn anh. Em cũng có quà tặng anh. Trời ơi. Em có thích đọc sách không? Dạ cũng có anh. Tại vì cuốn sách này anh cũng mới mua. Đọc chưa có hết những câu chuyện ở trong đó, mà hy vọng rằng là trong khoảng thời gian mà chúng ta gặp nhau ở đây thì về em sẽ đọc những cái câu chuyện trong đó, rút ra những kinh nghiệm sống. Và hy vọng rằng là nếu như mà chúng ta có cơ hội thì sẽ viết cho nhau một trang sách trên con đường của chúng ta lựa chọn. Wow, có cái gì đó ghê ghê, tôi nổi da gà rồi kìa. Người tặng sách, người tặng viết. Sao tặng sách vậy? Em nghĩ
sách là đúc kết những cái câu chuyện ý nghĩa của cuộc sống. Và ây da, chứ không phải hồi nãy mới nói tại mua sách mà chưa đọc hết rồi thôi lấy tặng cho người ta cho ta đọc hả? Nói đùa thôi, hai bạn này nói chung là cũng có một cái sự trùng khớp nhẹ với nhau rồi đó. Thấy em đoán đúng hay đoán sai? Dạ đúng. Đúng rồi mà giờ em đoán sai em phải bị phạt chứ, đúng không? Tự nhiên thầy giáo mặc áo trắng, trời ơi, giờ muốn phạt cổ gì đây? Chắc là để sau đi. Sau là sao? Phải phạt liền chứ sau gì, binh giật cái gì? Em có thể thể hiện được cái năng khiếu gì không? Em có thể hát được không? Được, nhưng mà chị đề nghị em đứng lên đây em hát để cho ảnh có thể nhìn lại cái body của em sao em mới quyết định là có cho em đi trùng tu hay không. Mời em ra đây. Chắc đó em là hình phạt từ đầu tới cuối hết chị. Ra đây một đoạn thôi, bài gì cũng được, nhìn khán giả đi cũng được. Cố lên em, cố lên em. Từ khi quen anh phút ban đầu, cuộc sống em khác xưa nhiều lắm, cho em cảm nhận tình yêu lớn lên đổi thay từng ngày. Em biết quý trọng từng giây phút khi có anh bên cạnh, gặp được anh là điều vô giá nhất trong em hằng mong. Trời ơi, gặp anh là điều vô giá nhất trong em hằng mong. Rồi về chỗ phát biểu cảm nghĩ. Hát hay. Vụ kia kìa, vụ kia kìa. Dạ. Vụ kia. Dạ em thấy bạn gái xinh. Có cần đi tàu trùng tu không? Hiện tại bây giờ em nhìn ra thì chắc là để nguyên hình trạng không có thay đổi. Để nguyên hình trạng không thay đổi à? Anh ơi, em xài đồ giả không ạ? Phải trùng tu nó mới được nguyên trạng vậy. Thôi cái chuyện đó lát hai người tự bàn nhau đi nha. Tôi trùng tùng hoài hồi tôi mệt quá thì cái mệt mỏi ghê. Xin mời hai bạn hãy thưởng thức món cá hồi nướng của nhà hàng Rooftop BBQ. Một món ăn rất là ngon, trang trí rất là đẹp mắt nha. Vừa ăn chúng ta sẽ vừa trò chuyện với nhau á. Hỏi hết đi nha, cái vụ trùng tu gì đó nha. Nói đi nha, chứ để hồi là cổ nói với chị là ngày mai cổ về cổ đi trùng tu luôn đó. Rồi, ít phút nữa chị Tường sẽ quay trở lại. Vừa ăn vừa trò chuyện trực tiếp với nhau nha. Mạnh mẽ lên, tự tin lên, ga lăng lên. Vô. Mời em. Dạ, em mời anh ăn cá. Hiện tại thì em đang làm việc ở đâu? Em làm việc Bình Dương anh. Ở Bình Dương thì cũng hơi xa, tại vì anh ở quận Tân Bình. Ăn uống anh có khó lắm không? Anh thì cũng không có kém gì, gì mà anh. Ví dụ như em không biết nấu ăn thì giờ anh có nấu không? Anh có thể phụ được, anh nấu thì anh cũng tạm được, cũng không phải là dở. Không phải là dở nhưng mà có ngon không? Cũng được, khá ngon. Nếu như mà mình có thể dành thời gian á, ví dụ như là muốn đi du lịch xa đó. Anh đi du lịch lớp, đi du lịch xa thì mình nghỉ phải được một vài ngày. Thì nếu có thể thì sắp xếp như thế nào? Bình thường là em đi du lịch em sẽ đi từ 2 tới 3 ngày. Nếu mà chúng ta có cơ hội á, thì em nghĩ rằng em có thể về miền Trung được không? Về Hà Tĩnh được không? Anh quê Hà Tĩnh hả? Hà Tĩnh. Một năm anh về quê bao nhiêu lần? Anh có dịp Tết với hè thôi, hai dịp. Anh còn mẹ nhưng mà mẹ thì cũng hiền lắm. Em cảm nhận anh về anh như thế nào? Em thấy anh rất là rụt rè, hơi là rụt rè. Anh ít nói lắm. Cũng hy vọng rằng nếu như mà Hy vọng là em nói nhiều hơn xíu thì bù đời cho nhau. Em nói nhiều có khi nào mà anh nghe em nói nhiều anh ghét anh bật của anh like không? Chắc không có đâu, nói gì nằm trong tầm kiểm soát thì chắc là không có đâu. Sao, đồ ăn ngon không? Cá nướng ngon không? Em thấy cá nướng rất là ngon. Rất là ngon ha. Nhưng mà tâm sự với ảnh cũng rất là ngon luôn. Bây giờ Tường hỏi hai bạn nè. Đúng với em muốn là bao nhiêu lâu nữa thì em tiến tới hôn nhân được? Em muốn kết hôn vào năm 25 tuổi. 25 là năm sau rồi. Em là trong nhà có mấy anh chị em? 6 người con trai. 6 trai? Có gái không? Không ạ. 6 trai không luôn á? Không. Wow, vậy là rất thích có dâu. Chớ em về làm dâu được không? Hiện tại là nhà em có hai chị em gái. Mà chị em lấy chồng rồi. Nên là nhà có một mình em thôi. Anh có ở rể được không anh? Hiện tại á, có thể là lập nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh đây luôn. Cho nên là cái đó thì có thể gặp về thành phố Hồ Chí Minh luôn, em này là ở Bình Dương luôn. Thế bây giờ hai người hẹn hò sao? Những khoảng thời gian nào mà thí dụ như là thứ bảy chủ nhật anh nghỉ thì anh sẽ liên hệ với em, chúng ta gặp nhau trong khoảng thời gian đó. Ví dụ như mà một cái dịp lễ nào đó em thấy người ta đi ra ngoài có đôi có cặp, em cũng muốn, thì anh có sắp xếp thời gian được không? Được, tức là ngày lễ thì được.
Em thấy có nhiều ngày lễ là không có được nghỉ á, ví dụ như là 14 tháng 2 hay là 8 tháng 3 thì cũng đâu có được nghỉ đâu. Những cái ngày lễ quan trọng á, do đặc thù công việc anh không thể là tới được. Tuy nhiên thì anh sẽ dành một ngày khác bù đắp cho em. Thôi đừng có làm khó anh quá nè em, để chị giúp em. Phải biết nói chuyện. Em ơi, ngày nào cũng đối với anh cũng là ngày 8 tháng 3. À, em mà quen anh rồi là ngày nào với em cũng là ngày lễ tình nhân. Bởi vì lúc nào anh cũng hướng về em. Trời ơi, ổng kìa, ổng chậm ghê luôn mà ổng hiền ghê nữa. Rồi bây giờ mời em bóc một cái lá bài. Đọc lớn lên, đọc cho bạn gái nghe. Điều điên khùng nhất em đã từng làm là gì? Điều điên khùng nhất mà em đã từng làm chắc là em đè con nhỏ bạn thân của em ra em quấn. Trời, hết hồn. Tôi tưởng đâu em đè nhỏ bạn thân em ra em hung. Thế ra đè ra quýnh hả? Bạn thân em nay có đi không? Có. Ủa đó đó hả? Đè em ra quýnh hả em? Quýnh dữ không? Trời ơi, mai mốt em đè lại em hung cho chị là sợ chạy à. Làm hú hồn. Rồi bây giờ mời em đè bạn thân ra quýnh ha. Mai mốt đè anh này ra quýnh nha chưa? Anh hãy thể hiện sự ga lăng của mình bằng một hành động ngay tại đây. Anh đút cho em. Mình làm đi đâu cần nói đâu trời. Thiệt chứ, mình phải tấn công ồ ạt. Mình ga lăng là mình phải tự làm chứ em. Ừ, còn hỏi gì nữa. Em cảm ơn anh. Được không em, ga lăng vậy được chưa? Có cố gắng, thôi kệ, chấp nhận. Về vị trí đi đồng chí. Tôi phải dí đồng chí này thêm cái nữa mới được. Cho ổng thêm cái nữa cưng. Nếu như mà mẹ em với anh mà có xảy ra mâu thuẫn á, thì anh sẽ đứng về phía của ai? Cái này thì anh sẽ không có nói trực diện giữa hai người. Nhưng mà anh sẽ nói chuyện với em trước. Xong rồi nói chuyện với mẹ của anh. Xem là cái mâu thuẫn đó là gì. Xong rồi anh sẽ dung hòa cái mối mâu thuẫn đó. Nếu như mà mẹ anh sai thì anh sẽ khuyên bảo mẹ. Còn nếu như mà em sai thì em phải sửa. Ví dụ như cái lúc mà em đang xảy ra mâu thuẫn với mẹ anh á, lúc đó em đang nóng quá nóng thì anh do giải quyết như thế nào? Thiết nghĩ là em nên kiềm chế. Cái lúc đó mình đang bực mình mà làm sao mà mình kiềm chế được anh? Tất nhiên là anh sẽ can thiệp liền. Nhưng mà cái lúc đó em đang nóng, em đang không có chịu nghe lời ai hết á. Anh phải đợi lúc nào mà em bớt nóng thì anh nói. Nếu mà như vậy thì anh nghĩ rằng là em nên sửa một xíu cái tính cách của mình. Về đằng ngoại hoặc là đằng nội á thì rất là quan trọng, em phải tôn trọng từ hai phía. Anh cũng vậy. Mâu thuẫn xong rồi mỗi người đi một nơi á, thì phải đợi em bớt lại, em bớt nóng lại rồi đi. Vậy anh nói là lúc mà anh ở đó mà anh có nhìn thấy là em với mẹ anh mà có đang bất hòa thì chắc chắn anh sẽ ngăn chặn cái điều đó lại. Đó là chắc chắn. Mà thật sự là em cũng phải nên kèm cái tính nóng đó lại. Bởi vì chúng ta có thể nóng với những người ngang hàng, đồng nghiệp với người kia, chứ không ai nóng với cha mẹ của mình. Trả lời như vậy chị rất là đồng ý. Em cũng đồng ý. Đó, rồi. Thôi bây giờ thì cho bốc lá rồi, trời hỏi lại bạn nữ nè. Để em thôi không công bằng. Hãy kể những thói quen lúc ngủ em. Hãy kể những thói quen lúc ngủ của em. Em ngủ thì có một cái tật xấu là em hay lấn người kế bên. Thường em đang ngủ với ai? Em ngủ với bạn. Ngủ bạn em mà lấn bạn em kế bên rớt xuống giường luôn. Không có nằm trong tóc đó chị. Còn gì nữa không? Em mà ngủ mà ai kêu em dậy là em hay quạo lắm. Thấy cái mặt em bởi vậy lầm lì lì ghê quá, quạo thiệt. Thôi tôi cho cổ đi cắt mắt đi. Cổ mắt cổ vậy nè. Lầm cho tôi nhìn tôi còn sợ nữa. Nói một câu tỏ tình với chị đi cho chị đừng ăn hiếp nữa nè. Chúng ta gặp nhau ở đây á thì cũng thời gian ít. Để hiểu nhau nhiều hơn á thì còn phải có một khoảng thời gian dài. Hy vọng rằng là chúng ta sẽ bước trên một con đường. Anh chàng này có cặp mắt đẹp lắm đó nha. Cặp mắt đa tình lắm đó. Lần đầu tiên gặp mặt thì em cảm nhận được cô gái này như thế nào? Hiện tại trong lòng em có rung động gì không? Có một chút cá tính, thẳng thắn. Có vẻ như là cũng chưa có hiền lắm. Không có hiền hả em? Cảm xúc của em bây giờ ra sao? Sao đấy hơi ít nói. Thấy cũng được. Thấy cũng được. Mà đừng có ăn hiếp người ta quá nha. Nhưng mà mai mốt lấy nhau về đi. Mà giờ cô bé này ăn hiếp em quá thì em làm gì? Chắc em cam chịu. Trời ơi, thương tâm quá. Một chàng trai bị vợ ăn hiếp mà cam chịu. Trong chương trình Hẹn Ăn Trưa ngày hôm nay tôi mới có được một khái niệm mới. Có những chàng trai sẽ cam chịu khi sống bên những người vợ hung dữ giống như tôi. Mừng quá. Thôi nói đùa thôi. Bây giờ thì đến cái lúc quan trọng nhất ha. Hồi nãy giờ chị Tường cũng cho hai bạn khá nhiều thời gian để mà mình có thể tâm sự với nhau.
mình tìm hiểu nhau. Cái lần đầu tiên gặp mặt mình có cái cảm xúc gì dành cho nhau hay không, mình có thể đưa ra cái quyết định của mình. Sau khi chị Tường đếm từ 1 đến 3, hãy đưa ra quyết định của mình nhé. Đặt tay vào nút bấm nha hai bạn. Nhắm mắt lại. Nhớ nhé, nếu như chúng ta có rung động chúng ta mới bấm, không rung động là không bấm, không vì bất cứ một lý do gì cả. 1 2 3. Nhưng mà nhớ bớt ăn hiếp người ta nha. Yếm thiệt mà chị. Ừ. Rồi qua nắm tay nhau đi, về một nhà đi nè. Nắm tay nhau đi hai bạn. Chàng trai này rất hiền lành, chân chất ha. Cô gái này rất là dễ thương. Cố gắng nha. Rồi hai bạn ơi, hãy dành tặng nhau một nụ hôn đầu tiên trong ngày đầu tiên gặp mặt. Mạnh dạn lên. Hiền thôi chứ cái đoạn hôn không có hiền nha. Rồi chúc mừng hai bạn, nếu có tin vui gì nhớ báo cho chị Tường nha. Dạ. Cả nhà ơi, như vậy là bữa nay bà Mai lại mát tay rồi, là mai mối được một cặp nữa rồi, vui quá đúng không ạ?